4 năm trước. Là Lý Thiên Trọng u mê không hiểu, chẳng quý hạnh phúc đơn sơ trước mắt. Là Vương Tranh ngây thơ, khởi đại tin vào tình yêu không thay đổi và mãi mãi là có thật. Là Tứ Văn Diệu cô đơn, một mình đi giữa băng nguyên hoang vu chẳng tin vào yêu thương tồn tại. 4 năm sau, một Lý Thiên Dương bừng tỉnh khỏi con mê, nhận ra hạnh phúc nhỏ nhặt ở quanh đây. Một Vương Tranh kiên cường, ngày ngày tự liếm vết thương và co mình lại. Một Tử Văn Diệu thành thục, bắt đầu đi tìm chuyến tàu rời khỏi băng nguyên giá lạnh nọ. Nhân sinh như mộng, phần số như cây mộng miên man chấp nối. Cây mê mãi ra hoa, nếu một ngày mộng tàn và cây trơ trụi, lẽ nào cuộc đời cũng dừng lại? Cây đâu phải một cành mà nên, mộng đâu chỉ một giấc mà thành. Bên ngoài tán cây chính vẫn còn nhiều nhánh phụ, bên ngoài cơn mơ đầu vẫn mang mát giấc mộng rời. Và như thế, bến năm lại 4 năm, ai mới rong ruổi trong mộng ai, ai mới là cát mới là nhánh cây sinh trưởng trong phận số ai. Chương 1. Năm hết Tết đến, Vương Tranh lại phải cắm mặt lao chùi trong bếp. Cậu rất thích nấu ăn, suốt ngày quẩn quanh xó bếp nấu nướng, nhưng lại ghét chuyện chùi rửa, nên lâu ngày mảng tường bên cạnh bếp gas dính bết một tầng mỡ dày xỉn màu. Ngày qua ngày, lớp mỡ biến dạng nơm chẳng khác gì da trâu lên móc, cạy quài không ra, xấu xí đến lợm người. Lúc này, Vương Tranh mang bao tài cao su, mặc tạp dề, lấy bàn chải sắt nhúng vào nước nóng ngâm thuốc tẩy, cố gắng kỳ cọ màng mỡ bám cứng trên tường từng chút một. Mọi sự cũng tại mấy năm trời lười không chịu làm. Cậu vừa ra sức lao chùi vừa nghĩ, chắc cũng 4 hay 5 năm rồi nhỉ. Ngày trước mua ngôi nhà này là đã qua tay rồi. Cậu dọn đến, bức tường trong bếp đã hàn sẵn vết tích thời gian. Bản thân cậu mỗi ngày ra vào nấu nướng lâu dần cũng quên mất trên mảng tường gạch men đó từng có họa tiết hoa lan tươi đẹp, từng đóa hoa màu hồng nhạt sắc lam dịu dàng bung nở, tinh khiết hệt giấc mộng thanh xuân, vô cùng tươi đẹp, rồi lại dễ dàng bị người phủ bụi tháng năm, lãng quên đi. Chủ trước của ngôi nhà này là hai mẹ con. Người con đã đến tuổi thành gia lập thức nhưng người mẹ vẫn không an tâm, mặc bao vất vả, rời quê nhà lên phố lớn chăm nom. Khi đó, công ty thiết kế sơn trại của người con phải chuyển tới một thành phố khác bắt đầu lại cơ nghiệp. Người mẹ chẳng nói nửa lời đã khăn gói theo sau, giúp con nấu nướng, giặt giũ, quản chuyện gia đình. Lúc Vương Tranh đến xem nhà, người mẹ già đang còng lưng lấy khăn lau chùi gạch men ở góc tường. Mỗi một viên gạch đều sáng bóng đến mức có thể lấy lưỡi liếm. Chính ngay khoảnh khắc đó, trái tim cậu đã rung động rồi. Cậu chẳng thèm nhìn tới 5 phút đồng hồ, lời cũng chẳng nói đặng hai câu đã giao 1 vạn tệ ra đặt cọc. Sau đó chỉ đưa ra một yêu cầu, mong hai mẹ con trong vòng 1 tuần thì gói ghém xong tất cả hành lý. Căn nhà giá 35 vạn, Vương Tranh chia ra trả mỗi kỳ 15 vạn. Tiền nhà thanh toán đâu vào đó, trong tài khoản chỉ vỏn vẹn còn lại 5 vạn. Sau đó, một người anh họ cho cậu 3 vạn, vừa đủ trang trải phí sửa chữa. Phải nói, Vương Tranh đã vất vả bỏ công trang hoàng nhà cửa, tất cả đều dựa theo sở thích cá nhân. Ốp giá sách màu xanh nhạt hết 4 mặt tường, bàn ăn màu gỗ tương hợp với quầy bar trắng trước bộ sofa bọc vải êm ái là bàn trà thủy tinh sáng bóng. Trên sofa đặt một tấm thảm dệt thủ công đề bằng màu sắc rực rỡ. Sau khi vừa tháo chiếc rèm sắt cầu vồng uống lượng xuống, cậu lại bỏ tiền mua thêm trần đèn cung đình vỏ dưa màu hồng có trụ đèn, bằng thép giả cả 1000 tệ. Vương Tranh thích không gian hiện đại có chút hơi hướng cổ xưa, nên trong kho bài trí rất thiên về lối truyền thống. Điểm này có thể được thấy rõ ràng qua bức phù điêu khoa khai phú quý treo trên tường, hay ở những vải đất thanh hoa phỏng theo thời nhà Minh đặt trên tủ gần cửa, hoặc như tấm màn trúc lờ mờ chắn trước phòng ngủ và phòng đọc sách, lại như bức thư pháp đại giang đồng khứ viết theo lối chữ thảo do cậu thư họa, treo ngay tầm mắt giữa phòng khách. Đây là ngôi nhà thuộc về cậu, chúng giúp cậu cản gió tránh mưa, dù có ai đến cũng không có quyền xua đuổi cậu, sao có thể đối xử tệ. Nhà là gì? Là nơi an bình xua đi mọi giông bão, chỉ cần đóng chặt cửa lại liền có thể chán hết mọi gió lạnh bên ngoài. Vương Tranh đẩy bàn chải, vì ra sức quá đà mà nước tẩy bắn vào mắt.
cay đến thiếu điều chảy nước mắt ra. Cậu vẫn còn nhớ, một mình cậu đã từng chút một dụng lên mái ấm này, kiến tạo thành trì của riêng cậu ra sao. Chẳng ai có thể hiểu rõ hơn cậu việc có một mái nhà che chắn thì tốt hơn bất cứ thứ gì khác là như thế nào. Tập 2. 4 năm trước, ai lướt vai ai qua trời ly biệt, để cây bật gốc để nhánh gãy tàn. 4 năm sau, ai hành ngộ ai giữa trời nắng ấm, cho cây bán rễ cho nhánh bắt nguồn. Thời niên thiếu đó, anh đã đạp tan giấc mơ hạnh phúc của người khác để rồi chân mang xiềng xích, lưng vác tội nghiệp, một mình đi giữa băng nguyên quang vu tịch mịch. Tuổi trưởng thành ấy, cậu gặp lại anh, cùng nhau mơ về một nhánh cây nảy nở bên ngoài hiện thực của định mệnh vốn đã héo tàn. Hai người không phải trơ trọi giữa tận cùng cô độc. Nhưng liệu có thật, khi cây sinh trưởng sẽ hướng số phận rẽ theo một con đường khác, có hoa vàng nắng mới, hay chỉ là một bước ngoặt đưa đẩy nhau vào vùng quá khứ tối tăm giăng mắt gánh nặng tình duyên tội nghiệp. Chương 14. Thời tiết dần chuyển ấm, sức khỏe của Vương Tranh đã hồi phục rất tốt. Sau khi làm thủ tục xuất viện liền về nhà tịnh dưỡng. Về phía trường học cũng đã xin nghỉ phép dài hạn, xem ra chế độ lao động ở đại học vẫn là có nhân tính nhất. Có rất nhiều đồng nghiệp, hoặc vì lễ nghĩa, hoặc vì lòng quan tâm chân thành, đều tới thăm hỏi Vương Tranh, những cô cậu học trò, đặc biệt là các nghiên cứu sinh từng được cậu hướng dẫn luận án, đều nhiệt tình đến thăm nom. Vương Tranh bề ngoài thanh tú, tính tình ôn hòa, kiến thức chuyên môn vững vàng, mỗi lời thốt ra đều khiến người khác tin tưởng và an tâm. Vậy nên các nhóm nghiên cứu sinh vẫn thường chọn cậu làm giáo viên hướng dẫn, hoặc giả không có chuyện đó thì cũng thích gần gũi với cậu. Từ Văn Diệu tan sở trở về, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói trong nhà Vương Tranh rồi. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Vương Tranh ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, mặc áo sơ mi màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo len cổ chữ V màu trắng. Phía dưới là quần dài màu xám, trên chân đắp chiếc chăn mỏng sọc vuông, tay lại cầm ly đồ uống nóng đang bốc hơi ngùn ngụt. Hơi nóng phả lên từ chiếc cốc hùng cho má cậu ửng ửng đỏ, đôi mắt đèn thẫm với con ngươi trong sáng khiến người ta cảm thấy như đang bắt gặp bầu trời quang đãng vào một ngày tháng năm. Mặt mày vẫn còn chút yếu nhược do bệnh, nụ cười treo bên khóe môi mỏng mảnh và bản lãng tựa sương mù. Từ Văn Diệu biết rõ, bên trong vẻ ngoài suy nhược đó là một trái tim kiên cường và mạnh mẽ. Lúc vào phòng mổ và sau khi rời khỏi đó, đều chuẩn xác nắm lấy tay anh, đầy tha thiết và dịu dàng. Nói ra cũng thật lạ, hai người quen biết không lâu, chỉ vài lần thật lòng tâm tình cùng giải bày. Nhưng Vương Tranh đều vào những lúc yếu đuối và mỏi mệt nhất đã nắm lấy tay anh rất chính xác. Dù rằng khi đó hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, ý thức còn chưa tỉnh táo, lại có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm đang hoảng loạn của anh. Im lặng và khẽ khàn nắm lấy tay anh trao cho anh sức mạnh. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào mà hai người có mối liên kết kỳ lạ đó? Chỉ cần anh nắm tay cậu liền có thể cảm nhận được sức mạnh từ cậu, hoặc chỉ là nghĩ tới chuyện mất cậu thôi đã khiến anh sợ hãi không cách nào kiềm chế được. Người đàn ông đó đã quan trọng với anh đến thế sao? Có lẽ đã vượt qua cả những phạm trù từ ngữ diễn tả tình cảm thông thường mất rồi. Hay nói một cách khác chính xác hơn, Vương Tranh quan trọng hay chăng không phải vấn đề chính, mà vấn đề chính là Vương Tranh đã trở thành điều quan trọng không thể thiếu được của anh. Tựa như kẻ đơn độc bấy lâu, trên băng nguyên giá lạnh lại đột nhiên có một ngày nghe thấy tiếng còi tàu hú dài trong nhà ga bỏ phế từ nhiều năm trước, khiến người bao đời tuyệt vọng lại nung nấu xúc động được bước lên chuyến tàu về lại thế gian. Anh chỉ cần có dũng khí để tiến lên thêm một bước, đem người kia ôm chặt vào lòng là được. Chuyện giản đơn thế đó, nhưng nào ai biết để đến được đây, anh đã phải chờ đợi hàng trăm năm dài. Tiếng chào tạm biệt của các sinh viên khiến Tử Văn Diệu hỏi tỉnh từ trong suy nghĩ. Anh mỉm cười mang dép lê bước vào nhà, làm như thể chỉ vừa mới trở về, gật đầu chào hỏi từng sinh viên một. Anh ngăn Vương Tranh đang định đứng dậy tiễn khách, tự mình đưa bọn nhóc ra cửa, lại còn chu đáo giúp mọi người gọi xe. Đến khi tất cả sinh viên đều đi hết, Từ Văn Diệu mới xoay người, nhìn Vương Tranh nằm xuống ghế, duỗi thẳng chân, rồi mỉm cười tinh nghịch nói, ui,
Cuối cùng thế giới cũng an tĩnh trở lại. Bọn nhỏ cứ ríu ra ríu rít cả buổi chiều, em mệt chết đi được. Mệt à? Từ Văn Diệu đi tới ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt gần đấy. Thế sao em không bảo tụi nhỏ về? Đâu được, bây giờ bọn trẻ nhạy cảm lắm. Nếu em đuổi chúng về thì thế nào cũng sẽ nghĩ em thích người này ghét người nọ. Vương Tranh mỉm cười đáp. Giữa bọn nhỏ luôn có cạnh tranh ngầm. Cái nhìn của em với chúng là rất quan trọng. Nhưng em vẫn còn chưa khỏe. Từ Văn Diệu kéo chân Vương Tranh để lên đầu gối mình, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. Chân lạnh thế này rồi, đôi dép bông anh mua cho em sao không mang? Trời bắt đầu ấm rồi, mang dép đó chẳng thoải mái chút nào hết. Vương Tranh khẽ nhắm mắt lại. Mẹ em đi chợ về ngay đấy. Anh bỏ chân em ra nào, kẻo mẹ thấy lại mắng cho. Đó là phần trích từ hai quyển tiểu thuyết Phồn Chi. Nếu thấy video hay và hữu ích, bạn hãy ấn theo dõi để ủng hộ kênh Thanh Miêu Quán.